Xin chào các bạn. Nay các bác thấy là em đang có một cặp loa rất là đẹp phải không ạ? Vâng, đây chính là một cặp loa Ramsa. Rất là đẹp, màu đỏ rất là tươi. Và màu trắng rất là đẹp nha. Đấy, nó hơi dính dơ một chút. Em tí xíu sẽ vệ sinh lại cho anh em xem. Và cái cặp loa Ramsa này, nó có model là WSA70W. Công suất là 160W, trở kháng 18 ohm. Con này là hàng của Nhật nha. Đấy, hàng của Nhật xịn luôn, toàn là chữ Nhật thôi. Đây là model của nó đây nha, A70 160W, trở kháng là 8 ohm. Và vỏ là vỏ màu trắng nha, cái căng là màu đỏ luôn này. Chữ Ramsa rất là đẹp. Cái dòng loa này là chuyên hát karaoke nha, chuyên hát karaoke. Anh em có thể chơi được ghép lại đam, để đam am A100 này, hàng bái của Nhật nhưng mà nó lắp tại bên China. Đây, con đam A100 này thì nó có thể đánh được hai đôi này nha. Đây, rất đẹp này. Và em sẽ bóc cái căng ra cho anh em xem cái nội thất của nó này. Đồ của nó là đồ rất là xịn sò luôn. Nó được sử dụng một bát 20 và một loa chép lụa nha. Đây, gọi là chép lụa luôn chứ không phải là chép giấy nha. Đây, bát 20 của nó đây. Còn rất là đẹp này. Màn giấy còn gần là gần mút. Và những cái anh em lưu ý là những cái chỗ này nha, những cái thanh màu trắng này này thì em cũng đã sơn lại rồi. Lấy cái viền trắng này em sơn lại nha, để cho nó mới, bởi vì cái viền cũ của nó ố vàng nhìn nó rất là xấu. Em sơn lại cho nó mới này và nhìn cho nó dễ coi một chút, nên nó hơi bị dính sơn như đây nha. Nè, nó hơi bị lem sơn như một tí này. Thế nhưng mà không sao, là bởi vì cái này thì có e căng nó che lại rồi. E căng đây, e căng của nó che lại như vậy rồi nha. Đấy, che là về rồi nhưng mà nhìn nó sẽ không thấy, và nhìn nó rất là đẹp này, hầu như là mới khoảng 90% luôn. Đấy, bát 20 và một chép. Những cái mẫu này thì nó tự như là những cái mẫu loa Pioneer V11 và V31, V21. Đây, cái cấu hình nó cũng sử dụng giống nhau, nhưng mà cái loa Ramsa này cấu hình cái công suất của nó thì nó hơn 10W, có nghĩa là nó hơn nó 160W, nó hơn thằng Pioneer 10W là 150W nha. Chép của nó thì thiết kế giống như là chép kèn, nhưng mà ở trong nó là chép đom, chép lụa nha. Đấy, màn là màn lụa này, đây là màn lụa này, đấy, chép đom lụa. Còn bát là bát 20. Về cái giá của nó thì nó sẽ nhìn nó sẽ mềm hơn là Pioneer một chút nha. Đấy, màu trắng rất là đẹp. Về cái cặp này anh em về có thể trang trí về trưng bày, cũng như là vừa hát vừa nghe vừa trưng bày, rất là tuyệt vời. Em sẽ đóng cái căng vô lại này, một chiếc này, đây nhìn rất là đẹp này, màu đỏ nhìn sang chảnh, rất là sang chảnh luôn. Về cái giá của nó em sẽ báo giá công khai luôn là 3.300.000 nha. Đấy, 3.300.000. Còn về cái jack của nó thì anh em có thể sử dụng jack 6 ly, đường vô jack 6 ly, hoặc là những cái đường jack gà như thế này cũng rất là quen thuộc. Đấy, nó có hỗ trợ hai đường vô. Đánh rất là trâu bò, chịu đòn rất là tốt nha. Với mức công suất là 160W thì nó có thể chịu đòn tốt hơn là những cái dòng Pioneer và những cái dòng Vote 3 là 1 nha. Đấy, giá là 3.300.000, rất là đẹp này. Đấy, cái màu này rất là hiếm luôn, màu đỏ. Thường thường đa số về thì em chỉ thấy màu trắng thôi, còn màu đỏ với màu xanh thì nó rất là hiếm. Đấy, nó còn những cái lỗ này là những cái lỗ ốc của nó nha. Mình siết ốc vô đây thì nó sẽ giữ cái e căng lại, nhưng mà em đã mở ra sẵn rồi để em tháo e căng lên cho anh em xem cho nó được mau. Đấy, giá là 3.300.000 nha, rất là đẹp, đam xe. Còn đam A100 là giá 2.000.000 em bao ship. Đám với cái cặp này thì rất tuyệt vời, hát karaoke thì vô địch rồi, hay vô địch trong tầm giá luôn. Để kết hợp với lại một con mang số hoặc là mang cơ thì ca thì rất là hay so với lại cái âm đi thông thường nha. Đấy, bây giờ người ta chuyển qua đẩy với con số hết rồi, còn âm đi thì ít ra xài lắm. Thậm chí là những cái con Yanguo 203 hoặc là 506 bây giờ nó vẫn không hay bằng những cái con mang số nha. Đặc biệt là cái phần micro, phần reverb. Đấy, nó hơn cái âm đi rất là nhiều. Âm đi thì nó không có reverb nhưng chỉ có mang số thì nó có reverb nha. Đấy, các bác nên hát karaoke thì nên xài mang số. Tiếng thì bật nó cho vô nó rất là hay, về tiếng nó rất là nhiến.
kết hợp với lại loa và đẩy tải như em đang có ở đây thì hát vô tư rồi. Đây giá là 3,3 triệu nha, 3,3 triệu, chưa bao ship nha, ship tầm khoảng 150.000 đô lại ạ. Cái thùng còn rất đẹp này, không bị bể nở nha, em xem cái thùng này rất là đẹp, nó chỉ bị dính bụi bẩn thôi chứ thực chất là nó còn rất là mới. Dây căng nó rất là đẹp này, vừa đẹp vừa chơi vừa trưng luôn, nên nhìn rất là sang chảnh nha. 3,3 triệu. Rồi bác nào mua thì liên hệ cho em qua số điện thoại 0966 812 781. Em ship hàng toàn quốc nha. Rồi em xin kính chào và xin tạm biệt các bác ạ.